54 hả? Em nhỏ hơn Là má ở quê à? thua má 4 tuổi. Gì đây? Ở Phương hả? À. Đó, em với Phương sinh năm vậy là chưa 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 70 à? Tình yêu. Tình chưa yêu. 70. Tình yêu một sáng. Em với Phương tên thật là Phạm Ngọc Phương. Sinh ra vào năm 1945. Sao bên này thì nó lại sinh năm 1954. 45 vậy lớn hơn mẹ. Mà 45. Ông 74. 45 là ông 75. Ở trên này thì để là này. Ông 45 là tiền hơn. Phương David Ngọc. Gì đây? Thời ông là nổi tiếng. Ra vào năm 1945 tại thị xã Thủ Dầu 1, Bình Dương. Đúng rồi, ông 75 tuổi rồi, 75, 74. Hôm nay chắc là ông Đức Huy thì chắc có 7 rồi không? Ông Ngọc Đức Huy khoảng 72, 73 rồi đó. Bên Oscar mà anh em con của anh quản lý. Ngầu vậy? 75 rồi mà hát như vậy. Vui vẻ, thông minh. Nói sáng suốt, không có lãng cảm gì. Tình yêu vượt sáng, Châu Tuấn, Minh Thông, Anh Minh, Thùy Hương, Liên Khúc, Yêu Đời, Yêu Người, Đoàn Phi, Bảo Hân, Tú Quỳnh, Vân Quỳnh, Hương Giang, Tình Có Như Không, Nguyễn Hưng, Nàng Siêu Nhân, Hà Đinh Nguyễn, Đình Gió Hú, Đoàn Phi, Lệ Nguyên, Cùng Khiêu Vũ Đêm Nay, Lam Anh, Kỳ Phương, Duyên, Hoa Nắng, Sunny Lương, Mai Tiến Dũng, Đã Phát Hồn, DVD Music, Karaoke, The Best, Góp Bằng Kiều, In Paris By Night, Ninh Hồng Mũi Mắt, Đập Vỡ Cây Đàn, DVD Music Video, Karaoke, The Best of Vang Lê, In Paris By Night. 76 tuổi. Đã phát hành. Gần 80. Karaoke 57, Nam Phương, Đường Về Quê Hương. DVD Music Video, Karaoke, The Best of Như Quỳnh 2, In Paris By Night, Nửa Vùng Trăng, The Best of Hoài Linh, In Paris By Night, Những Tên Cướp Biển, CD Mai Thiên Vân, Thương Hoài Ngàn Năm, Mai Quốc Huy, Đội Bài. Đã phát hành Bằng Kiều, Minh Tuyết, Một Lần, Một Lần Xin Có Nhau, Trái Tim Bồ Tát, Bếp Như Quỳnh, Hoa Tím Người Xưa, Tú Quyên, Em Vẫn Yêu, Trịnh Lan, Tại Sao Hoa, Những Tình Khúc Vượt Thời Gian, Đời Đã Vàng, Một Mai Em Rời Xa, Chuyện Đọc Nguyễn Ngọc Ngạn, Nghề Gây Trái, Quê Hương Tuổi Thơ Tôi, Top Hit 41, Tim Em Mãi Thuộc Về Anh, Andy Quách, Sắp Phát Hành, Quang Lê, Mãi Tìm Nhau, Ánh Minh, Bắt Đầu, Mai Tiến Dũng, Tứ Kết Bán Kết, Đêm Chung Kết Trao Giải, Quang Lê Hát Trên Quê Hương, Kịch Sống Tí Hồng, Quê Nhà Quê Người, Lương Tùng Quang, Remix, Khánh Lâm, Khánh Lâm, cái thằng này nó nhớ Khánh Lâm nha, Khánh Lâm phải không? Không hả? Cái thằng gì mà hôm trước mình thích đó, cái gì Khánh đó, cái gì Khánh đó, cái thằng mà hát karaoke, thi mà Hà thích, Bảo Khánh mà má không biết tên, má quên mất hôm qua. Kìa hôm qua nó lên nó hát á, lên hát sáng này, hỏi thằng này nó nhớ, nó bảo Khánh, hết hồn, trời đất của thằng.
kỳ phương yên. Tại lâu ngày em má không nhắc với nó thì chú tưởng quên mà nó lại nhớ. À, nó nhớ mà sao nó biết mà nó nhớ. Mà nó đâu có coi phim hay là coi nó hát nhiều đâu mà nó nhớ mà mình không nhớ. Phim bộ 30 tập Mình Cưới Thật Em Nhé. Any See You Soon. Bye. Bye bye, everyone. Say goodbye. We have fun today. Yeah. And what's so nice singing you? Bye now. We love you. Bye bye. Let's go home now so you can watch the new Alone DVD. Okay, stand up. I see, say bye to the kid. Nó tưởng má không biết đọc tiếng Anh, má đọc nó cứ cười. Mà mình đọc mới có đúng. Chắc không đúng giọng. Chào thôi. Nó cười. 31 tháng 12. Cái mặt đọc cũng mày hoài. Mà tiếng Việt nó không kể mà tiếng Anh nó cứ kể. Hạn 31 tháng 12 năm 2002. Xin hỏi chi tiết ở các đại lý bán hàng ngày gần nhất hoặc vào website www.dochung.com. Ảnh thanh rõ ràng có bán tại các đại lý trong vùng hoặc gọi 1-888-483-942. Phát hành tháng 5 2010. EE 1-888-843-942. Phim lồng tiếng. Phim lồng tiếng con 1-800-379-330. À, ông mày à biết. Chụp hình đẹp không? Xong rồi. Đọc đây.